Xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại mình đang có mặt tại biển Lạch Phủ của đảo Phú Quý này. Hôm nay mình sẽ review những chiếc ghe siêu khủng của đảo Phú Quý này. Đây, phía trước mình là một chiếc ghe. Ghe này là ghe thu mua. Ghe rất là to luôn, kiểu như ghe đông ghe thu mua này, giống như một chiếc chiến hạm luôn, kiểu như tàu Thái các bạn, rất là to luôn này. Đây không phải, đây là chiếc tàu hậu cần các bạn. Đây là tàu hậu cần này, lên tấm bảng có ghi là tàu dịch vụ hậu cần thượng tòa này. Khá là to luôn này các bạn. Chiếc này là của đảo Phú Quý nha. Chiếc này thì dài chắc cũng hơn 30 mét rồi. Tàu hậu cần bằng gỗ, bằng composite các bạn, rất là khủng luôn này. Y như là một chiến hạm giữa biển Đông luôn. Rất là to luôn này. Thì đảo Phú Quý là rất là nhiều loại hình ngành nghề luôn. Trong đó có những dịch vụ như là dịch vụ hậu cần này, ghi thu mua và ghi mạnh chụp các bạn. Còn đây là những chiếc ghe biển này. Đây, phía trước mình tiếp tục là một chiếc ghe mạnh chụp này, rất là to luôn này. Lên ghe thì được thiết kế những dàn cáo rất là lớn luôn, những chiếc gánh rất là to luôn này. Phía xa mình thì có một chiếc ghe nút đang có tiếng về này. Đảo Phú Quý rất là phát triển nghề biển luôn. Đây là những phương tiện thiết bị lên tàu này. Rất là lớn luôn. Còn đây là một chiếc ghe đông này. Ghe đông mùa này chưa thể ra khơi được vì cá mực rất là khan hiếm luôn. Đây, chiếc ghe đông vẫn còn neo đậu ở đây này. Đây là mô hình ghe đông nha các bạn. Cũng khá là to luôn. Nằm ở bên cạnh chiếc ghe mạnh chụp này, cũng tương đương khá là to luôn. Những chiếc ghe siêu khủng của đảo Phú Quý này. Đây, chiếc ghe nút đang có tiếng về đảo này. Đây. Còn đây tiếp tục là một chiếc ghe này, ghe mạnh chụp này rất là to luôn này. Chiếc này thì được làm bằng sắt. Đây rất là to luôn này. Mình có thể tưởng tượng bằng chiếc ghe nốt chạy ngang này. Rất là to luôn. Ghe này là cũng là ghe của đảo Phú Quý nha các bạn. Đều là ghe của đảo Phú Quý á. Được thiết kế để làm mô hình ghe mạnh chụp. Rất là to luôn.
và đây là những chiếc ghi mạnh lùi, và cũng có một chiếc ghi mạnh chụp này rất là to. Đây phía sau lưng của mình này cũng là một, đây là ghi ghi lặn các bạn, ghi mình đi lặn nhưng cũng rất là to luôn, được thiết kế với những mô hình quá là khủng luôn. Chiếc này thì sẽ đi những cái đảo lớn các bạn, sẽ đi ra những cái đảo lớn để mà mình có thể mình đi được nhiều lao động và đi được xa bờ, chở được nhiều hàng hóa các bạn. Đây, nằm ở đây là một chùm luôn, một chùm ghi ghi lặn và ghi mạnh chụp luôn. Đây những hình ảnh rất là đẹp luôn. Những chiếc ghe siêu khủng của đảo Phú Quý. Còn đây ở phía xa của mình này, phía xa của mình là một cặp ghe thu mua luôn nè các bạn. Đây thì ghe thu mua thì rất là dễ nhận biết luôn, nó thường có những cái bánh xe các bạn, người ta gọi là cá độ đó, để mà khi mà lúc cặp vào những chiếc ghe thì nó sẽ không bị va đập, tránh sự va đập các bạn. Đây là ghe thu mua Phú Mỹ nha. Đây tiếp tục là một chiếc ghe thu mua nữa này. Còn đây là trọn cảnh một chiếc ghe biển này đang có tăng tốc về đảo với một hoạt tốc rất là cực khủng luôn. Những hình ảnh các bạn đang xem là những video thực tế được quay tại đảo Phú Quý. Nếu các bạn yêu mến kênh của mình thì hãy đăng ký để ủng hộ mình, để mình có động lực làm những video thực tế tiếp theo cho các bạn xem. Đây là ghi mình lùi các bạn, ghi mình lùi ạ. Đang chạy với một vận tốc khá là cao luôn. Chuẩn bị về bến để neo đậu này, đi ngang chiếc tàu hậu cần rất là to luôn.
heo này các bạn. Đây là những thước phim rất là thực tế luôn. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để mình có động lực làm những video tiếp theo. Đây những người dân đã bắt được cái đỏi này. Vâng, như vậy là chiếc ghi đã về bến neo đậu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.